cố trường ca thể chất hỗn độn kiếm thể đại hoang thánh thể. Nguyên thủy chân ma huyết mạch ma đạo tu vi ma tôn cảnh tiểu thành. Bất phá đến ma tôn cảnh, đại thành cần 7 vạn giết chóc. Giết chóc chỉ 46,73. Các ngươi đều đứng dậy đi, hiện tại Cố gia còn chưa phải là đối thủ của Ngạo Kiếm Sơn Trang. Ta tuy cứu các ngươi, nhưng khó bảo đảm Ngạo Kiếm Sơn Trang sẽ lại lần nữa ra tay với các ngươi. Chúng ta hiện tại vẫn nên mau chóng rời đi. Từ nay ẩn danh mai danh ẩn tích, chớ có bị bắt đi nữa. Đa tạ đại công tử, đa tạ Cố gia, hắn Cố gia nếu có nhu cầu, ta chớ nhất định sẽ vạn tử bất từ. Ngạo Kiếm Sơn Trang, ác mộng của các ngươi đến rồi. Năm tòa linh mạch khai thác như thế nào rồi? Hồi bẩm đại trưởng lão, công tác khai thác cơ bản đã bố trí xong. Tiếp theo liền có thể cho Sơn Trang chúng ta liên tục cung cấp linh thạch. Thánh linh thành trùng tu và phát triển cũng cần linh thạch. Các người nhớ cũng để lại một ít. Nghe vậy mấy vị trưởng lão sao có thể không biết ý của Kiều Thuận? Lập tức liền gật đầu. Đại trưởng lão yên tâm, đã đều phân phó xong xuôi. Như vậy rất tốt. Này này Mao Y này, chẳng lẽ là Cố trưởng ca tên ma đầu đó giết đến rồi? Mau theo lão phu ra ngoài. Lũ tạp chủng Ngạo Kiếm Sơn Trang đều cút ra đây nhận cái chết. Người tên ma đầu này lại dám tàn sát mấy vạn đệ tử của ta Ngạo Kiếm Sơn Trang. Người hôm nay quyết định giết, lão phu tuyệt đối sẽ khiến ngươi phải trả giá. Đại trưởng lão này này ma đầu này tại sao có thể ra khỏi Thiên Bảo Lâu? Nhị trưởng lão bọn họ không phải ở bên kia trấn thủ sao? Đúng vậy, theo thực lực của nhị trưởng lão, giết chết tên ma đầu này chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Này cũng quá quỷ dị rồi. Không cần đoán lung tung, nhị trưởng lão của các người đã chết rồi dưới kiếm của ta. Ma đầu đừng có tự cao tự đại. Nhị đệ của ta là sinh tử cảnh đại thành, tu vi cũng không kém lão phu bao nhiêu. Làm sao ngươi có thể giết được hắn? Ha ha, là sao? Vậy các người đều đi chết đi. Không, bạn tiễn xuyên tâm, đại trận chu diệt tên ma đầu này. Ta ngược lại nhận chết. Như con kiến muốn cản xe. Ngũ hành kiếm ý tụ. Này này là ngũ hành kiếm ý. Làm sao có thể, ngươi lại lĩnh ngộ ngũ hành kiếm ý? Không, này không thể nào. Làm sao ngươi có thể lĩnh ngộ hoàn chỉnh ngũ hành kiếm ý? Chẳng lẽ nhị đệ thật sự chết trong tay ngươi rồi? Ma đầu, ta muốn ngươi đền mạng. Đi giết đi Cố trưởng ca. Muốn giết ta ngươi chưa đủ tư cách. Này chính là khủng bố của ngũ hành kiếm ý sao? Thật sự là lợi hại. Đinh, chúc mừng chủ nhân giết trưởng lão và đệ tử Ngạo Kiếm Sơn Trang, phần thưởng 2 vạn điểm giết chóc. Tiếp tục giết chóc đi. Trận tiếp theo Phong Thanh Môn. Giết chóc bắt đầu. Ừ, chuyện gì vậy? Sao trời đột nhiên lại tối đen thế này? Không tốt, này này là ma khí. Nên nhìn kìa, kia là ma đầu Cố trưởng ca. Anh anh, xảy ra chuyện gì vậy? Này rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ai có thể nói cho bổn môn chủ biết? Đang tu luyện, phó môn chủ Trình Minh nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, vội vàng đi ra ngoài. Tuy nhiên hắn lại nhìn thấy bên ngoài lúc này khắp nơi đều màu sương mù bao phủ. Hắn thật sự không thể hiểu nổi, ở Thanh Châu này rốt cuộc là ai lại dám động người của hắn? Phi Long Môn, ngươi không phải là muốn thay trời hành đạo diệt trừ ta sao? Hiện tại cơ hội bày ra trước mặt ngươi, đến đi. Cố trưởng ca, là ta, ngươi không phải là muốn giết ta sao? Hiện tại ta đến rồi. Khí tức thật đáng sợ, chẳng lẽ ngươi lại đột phá rồi? Này làm sao có thể, sức mạnh của ngươi sao có thể khủng bố như vậy? Muốn chạy ngươi cảm thấy có thể sao? Để lại cho ta. Ma đầu, ngươi xác định muốn cùng ta Phi Long Môn không chết không thôi sao? Ở Thanh Châu này, đắc tội với ta Phi Long Môn thì chính là bằng với chết. Không chết không thôi, ha ha, Phi Long Môn chẳng phải đã không chết không thôi với ta rồi sao? Năm sau ngày này chính là ngày giỗ của ngươi.
Cút đi, mau dừng lại cho ta. Đinh, chúc mừng chủ nhân giết chết trưởng lão và đệ tử Phi Long Môn. Thu được 2 vạn giết chóc. Ma đầu cố trưởng cá giết đến rồi. Mau chạy mọi người, mau chạy. Cố trưởng ca là cố trưởng ca. Ngươi sao lại đến đây? Trương Thắng. Cố trưởng ca, ngươi điên rồi. Ngươi sẽ bị thiên huyền thánh đế của ta điên cùng báo thù. Giết.